Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa cái xe tăng huyền thoại của mình lên trên Pluto cho các bạn coi. Thì Pluto là cái hành tinh nằm ở cuối cùng của hệ mặt trời của chúng ta. Các bạn cài cái hệ thống mod của các hành tinh trong hệ mặt trời thì mới có nha. Cái video mình hướng dẫn các bạn cài đấy, thì các bạn có thể quẹt đó và xem lại cách cài các cái hệ hành tinh trong hệ mặt trời. Thì do cái thiết bị của mình nó yếu nên là mình không có muốn cài, không có thể nào mà cài thêm nhiều cái mod vô nữa, bởi vì như thế này thì nó để chạy thì nó rất là nặng rồi, nên là mình không có cài nữa, đến đây là dừng lại. Ở đây mình bật chế độ vô hạn nhiên liệu anh nha. Các bạn bật chế độ vô hạn nhiên liệu thì mặt mây mới đến được cái hành tinh đó, bởi vì căn bản là chúng ta để mod các cái hành tinh nó nằm ở phía xe mặt trời rồi. Do vậy đó là các bạn còn phải mở cái hệ thống cái chức năng vô hạn nhiên liệu lên. Ở đây do cái xe tăng của mình nó không có được cân đối nên là cái tên lửa của mình nó hơi bị mất thăng bằng, do đó là mình tắt mở cái động cơ như thế này, bởi vì cái do các bạn thấy là do cái nòng súng của cái xe tăng ấy nó bị nghiêng, do đó là cái tên lửa của chúng ta nó bị mất thăng bằng. Đây mọi thứ mình chỉ cho cái xe tăng này nó bay vòng quanh trái đất trước nha. Các bạn muốn bay đến bất cứ một cái hành tinh nào thì cũng trải về cái bước này hết, cho cái tên lửa của chúng ta bay vòng quanh trái đất. Chỉ riêng có một cách là mình hướng dẫn đó, cách đặc biệt đó là chúng ta đỡ bay thẳng một hướng lên bầu trời đấy, thì cách đó cũng là một cách đấy, nhưng mà cách đó nhìn nó rất là phi khoa học nên là mình không có làm. Bây giờ mình sẽ cho cái tên lửa của mình đến cái điểm cao nhất nha. Cái đây là cái bước mà ai cũng biết rồi, Pluto là cái hành tinh nằm ở phía xa nhất của hệ mặt trời nha các bạn. Thì và kích thước đấy thì nó cũng nhỏ thôi, nó không có lớn đâu. Về cái hành tinh này nó có bầu khí quyển nha, nên là mình chỉ gắn hai cái dù cho xe tăng của mình. Trên cái hành tinh này có bầu khí quyển thì các bạn có thể bật dù được. Nếu như cái hành tinh đó không có bầu khí quyển thì các bạn không thể nào mà dùng dù để hạ cánh được. Giống như trên mặt trăng của chúng ta đấy, thì các bạn biết là mặt trăng không có bầu khí quyển nên là khi các bạn bay đến đó thì các bạn không thể nào mà gắn cái dù vào và mở cái dù ra được. Do đó là điều đặc biệt. Còn đối với những hành tinh này giống như trái đất của chúng ta có bầu khí quyển đấy, hay nói cái khác là có không khí đấy, thì chúng ta có thể dùng dù để hạ cánh được. Bây giờ mình sẽ zoom nhỏ lại để thấy Pluto nha. Đấy, Pluto nằm ở phía ngoài cùng luôn đấy. Bây giờ mình sẽ cho đến cái điểm transfer nha. Mình sẽ cho cái trái đất đến điểm transfer. Gần tới các bạn tôi chậm lại cho mình. Thì lần trước mình có đăng cái video là hướng dẫn lắp ráp tên lửa Soyuz đấy, thì cái đó là Edit Blueprint nha. Bạn nào biết Edit Blueprint thì Edit chứ thật ra nếu các bạn lắp ráp cái tên lửa bình thường đó thì nó sẽ không đẹp đến như vậy đâu, nó sẽ không có mượt đến như thế đâu. Việc Edit Blueprint thì nó cũng dễ thôi, không phải khó đâu, các bạn chỉ việc là thay đổi cái số liệu của nó thôi. Bây giờ mình chuẩn bị cho tên lửa của mình phóng chuyển đổi quỹ đạo này. Ở đây mình dùng cái bình nhiên liệu ngắn này thôi, mình làm cái tên lửa của mình nó đơn giản thôi, bởi vì mình bật chế độ vô hạn nhiên liệu rồi nên là không cần cái tên lửa phức tạp làm gì, chỉ có một cái động cơ và một cái bình nhiên liệu và chở thêm một cái xe tăng của mình thôi. Các bạn để ý là cái con số vận tốc ngay chỗ cái hình tam giác mình đó, các bạn cố gắng làm sao là giảm cho nó gần bằng không thì các bạn tắt động cơ cho mình nha. Đó là cái phương pháp để mình bay đến một cái hành tinh dễ dàng nhất đấy. Đấy, các bạn thấy là cái vận tốc nó giảm xuống đấy, các bạn cố gắng làm cho cái vận tốc này nó gần bằng không càng tốt. Thì cái vận tốc đó người ta gọi là vận tốc trong cái ngành khoa học vũ trụ đấy, người ta gọi là Denteverlà cái vận tốc cần thiết mà các bạn cần phải cung cấp cho cái tàu của chúng ta để đến một cái hành tinh nào đó. Thông số này nó rất quan trọng nha, cái đó được gọi là Denteverđấy, tiếng Anh nó gọi là Dentev, chữ V là V đấy. Ở đây các bạn chỉnh đấy là cái con số vận tốc nó gần bằng không thì cái đường nét liền của chúng ta quỹ đạo đấy nó gần bằng với cái đường gần như là trùng với cái đường nét đất nha. Thì đó là các bạn, chứ các bạn không thể nào canh được, cần phải có một cái số liệu nào đó các bạn dựa vào đó thì các bạn mới có thể cho cái động cơ của chúng ta hoạt động được. Thì ở đây mình zoom cái Pluto lên, ở đây mình thấy một cái vệ tinh của Pluto rồi. Ở đây như thế này, các bạn cho tắt động cơ đi rồi các bạn tui nhanh thời gian cho nó bay đến khoảng giữa cái quỹ đạo rồi các bạn chỉnh sửa tiếp. Ở đây nó sẽ trùng với đấy. Bây giờ hiện tại là cái đường quỹ đạo của chúng ta như thế này, mình zoom lên thì mình vẫn chưa thấy được cái đường quỹ đạo trên Pluto.
Bây giờ mình đới cái con số bọt tóc này, các bạn thấy nó đang âm 14 phẩy mấy đâu, âm 14 phẩy mấy. Các bạn chỉnh cái đuôi của cái tên lửa này nè, nó ngược với cái chiều mũi tên như thế này nha. Chỉnh lại cái hướng của tên lửa như thế này, bởi vì cái bọt tóc của nó đang âm, có nghĩa là mình đang bay nhanh hơn so với cái Pluto, có nghĩa là quỹ đạo của mình lớn hơn cái quỹ đạo mà thực chất nó sẽ bay đến Pluto đấy. Bây giờ mình sẽ cho động cộng động thì cái con số vận tốc này nó sẽ giảm xuống, nó tăng lên chứ, nó tăng lên gần bằng không nha. Thì các bạn tắt cái động cơ cho mình đấy, rất đơn giản rồi, tắt động cơ đi rồi các bạn zoom to Pluto lên đấy. Bây giờ các bạn thấy cái đường này rồi, cái đường này rất quan trọng nha. Bây giờ mình sẽ cho động cơ hoạt động nhẹ nhẹ thôi, khoảng không phải mấy phần trăm thôi, thì cái đường này nó bo lại. Ở đây có một cái vệ tinh này, vệ tinh này này mình chưa bay đến cái vệ tinh này hết, nào này hết nha. Tiếp theo hình như nó còn một cái vệ tinh nữa các bạn. Ở đây mình giảm lực đẩy xuống 0.1% thôi đó. Rồi như thế này, tổng cộng là Pluto có 2B cái vệ tinh nhân tạo, vệ tinh tự nhiên đấy, giống như mặt trăng của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tua nhanh đến điểm Equator. Rồi, ở đây các bạn tôi chậm lại cho mình nha. Thì tôi chậm lại để cho nó khỏi bị chạy qua cái điểm quan trọng này thôi. Đấy, các bạn thấy là nó có một cái vệ tinh này nè. Rồi phía trong nó có một cái vệ tinh nhỏ xí nữa. Rồi, như thế này. Tới đây các bạn tôi chậm lại cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái hướng cái tên lửa nó quan trọng một xí để nó sẽ giảm vận tốc của mình xuống. Hiện tại các bạn thấy vận tốc của mình đang rất là lớn, mấy ngàn mét trên giây, thì mình sẽ làm giảm vận tốc này xuống thì nó sẽ tự động bay vòng quanh Pluto thôi. Đấy, cái nhìn quỹ đạo của mình nó thu nhỏ lại đấy. Rồi mình sẽ chỉnh lại hướng một xí, cái đây đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng em hiểu một chút về cái quỹ đạo của cái hành tinh. Rồi tới đây mình sẽ cho động cơ hoạt động thêm một lần nữa. Các bạn thấy là cái quỹ đạo của mình nó sẽ co lại như thế này nha. Mình cần là cần cái quỹ đạo nó tiếp xúc với lại cái Pluto luôn. Thì các bạn nhìn thấy Pluto nó màu vàng vàng cũng kem đấy. Đấy, cái đường quỹ đạo nó chỉ gần hệ thấp cái độ keo của nó xuống so với cái bề mặt của Pluto. Mình sẽ cho nó đáp thẳng xuống Pluto luôn. Đấy, rất là nhẹ nhàng.